Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em về được thêm ít máy để phục vụ bán Tết đây. Vậy là còn có mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi, nhanh quá. Một năm trôi qua là quá là nhanh. Thì đây, trên tay em đang cầm là một cây Samsung Note 8 nhá. Thì trước hết em kiểm tra con máy này, kiểm tra áp suất trước này. Con này thì áp suất thì yếu rồi mọi người. Áp suất yếu rồi nhá. Thì tất nhiên là máy chắc chắn là dòng máy này nó theo năm tháng thì nó cũng chắc chắn nó phải yếu, tại vì cái keo rong của nó ấy, có con nào mà sử dụng ít ấy, tức là tuy rằng có nhiều cây nhá, nó cũ thì cũ vậy thôi, nhưng mà cũ là do người ta xẻ rất là ẩu thì nó mới tình trạng nó cũ, nhưng mà áp nó vẫn còn. Thì còn nhiều cây ấy, là máy còn rất đẹp nhưng mà mất áp là do người ta xài kỹ, nhưng mà một thời gian xài rất là lâu rồi. Đó, nó có hai trường hợp như thế. Còn con này là trường hợp là có khả năng là xài lâu rồi và nó cũng cũ theo thời gian luôn. Đây, đấy. Mọi người nhìn thấy là cái sườn nó cũng có bị chấm chấm trắng là do xài ốp lưng này. Đây, chỗ này cũng có bị trắng này. Đó, ánh đèn em không nói nhá, ánh đèn thì em không nói rồi. Chỗ này là nó bóng láng luôn này. Đó, đấy, có vết xước nào mọi người sẽ nhìn thấy hết. Màu đen này thì nó dễ bám vân tay nha. Đây có một vết xước này. Con máy này số email là 9848 nhé mọi người. Note 8 nhé. Đó, em xem con này bán bao nhiêu tiền đây. Samsung Note 8, con này em bán 4.550.000 này. Mọi người nhìn thấy không? Nó có vết mực nhỏ xíu đây mọi người. Có khả năng nếu mọi người mà nhìn không kỹ mọi người sẽ không biết đâu nhé. Đây, vết mực nhỏ xíu xíu đây này. Thấy chưa? Đó, còn ngoài ra là full chức năng hết nhé mọi người. Đó, ngoài ra full hết. Đấy, số email là 9848 nhé mọi người. Note 8 giá 4.550.000 nhé. Đó, máy nó cỡ 97%, rất là đẹp. Máy được bảo hành 6 tháng nhé, kể cả từ màn hình luôn nhé mọi người nhé. Rồi, em sẽ qua một con máy này. Mọi người có thích xài iPhone 8 Plus không? Màu đỏ này. Đó, 64GB. Achà, bạn CH hả? Bản CH mọi người ơi. Bản này là bản Trung Quốc. 8 Plus con này bao nhiêu tiền đây? Con này chắc em không bán rồi, em trả về thôi. Số email là 6106. Nếu mà bán em bán hòa gốc luôn nhé. Bản này bản CH, nó là thị trường bên Trung Quốc luôn. Nhưng mà máy Apple chính hãng nhé, iPhone chính hãng nha, chứ không phải là máy Trung Quốc mọi người nhá. Nó là sản xuất tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà nó phân phối thì đa số mấy dòng này nó phân phối tại nước nó thôi, nó không có sản xuất nước khác đâu. Còn dòng này chắc nhập lại được này. Đó, máy thì chắc cỡ 98,99 đấy. Con này nhập giá 81 rồi. 8.1 nha. Nhưng mà đẹp nha, nếu mà bảo mà máy Hàn thì nó cũng cao đó, không rẻ đâu. Máy Hàn với máy Việt Nam nó y như một thôi, không khác gì hết cả. Còn máy này mọi người nhìn thấy không? Nó khác cái chữ này. Theo như mà để đây cho mọi người dễ phát hiện và dễ biết này, nhận dạng ra này. Bình thường là cái chữ Wi-Fi ấy, nó để là Wi-Fi chứ không có để chữ WLAN này đâu nhá. WLAN này là không phải nhá. Đấy, đấy là cái điểm phân biệt của máy hàng nội địa Trung Quốc này. Thấy chưa? Thôi con này em sẽ chắc em trả về thôi. Nhưng mà xài thì nó vẫn bình thường hết, không có gì khác. Chẳng qua là nhìn nó hơi ngộ ngộ tí thôi, nó có độc cái chữ đó thôi.
đọc cái chữ wifi này nó để là WLAN này, thấy không? Đó. Và tiếp theo em đến một cây iPhone 7 Plus bản 128 GB nhé. Có người gọi giờ chắc không nghe máy được rồi. Bản 128 GB. Con máy này thì màn hình bị bể kính rồi nhé mọi người. Đó. Và bể kính nhưng mà nó lại là màn hình low luôn mọi người. Thì con này em bán giá là chỉ dưới 5 triệu thôi nhá. Máy full chức năng. Đó. Mọi người đừng có nghĩ là bảo là máy full chức năng mà không được phép bể kính nha. Full thì full nhưng bể thì bể thôi. Bể hay không ấy là em muốn cái dòng này ép không được đâu mọi người. Em nói là mọi người biết là riêng cái máy bể kính mà dòng màn hình low của iPhone ấy thì nó là có cảm ứng, nó không có kính. Cho nên là màn hình này vẫn xài bình thường nha. Không bị một cái gì hết. Mọi người muốn thay màn thì thay thôi. Đó. Còn để như này xài bình thường hết nha. Máy main zin. Đó, màn thì màn màn lô thì em đã nói rồi. Tất cả những chức năng thì đều hoạt động bình thường hết. Vỏ thì nó rớt khoảng cỡ 95%. Cũng có cấn. Đó, và cấn đâu thì mọi người cũng đã nhìn thấy. Em quay rất là chi tiết nha. Nhưng mà em bán em vẫn bảo hành. Đấy, không phải bẻ là bán không bảo hành đâu nhá. Vẫn bảo hành bình thường. Đó. Em xem là giá bao nhiêu tiền con này. iPhone 7 Plus. Con này 128 GB nha mọi người. iPhone 7 Plus rồi ta. Đây, con này em bán 4.850.000 nha mọi người nhá. 128 GB. Đó là bản KH, nó như Việt Nam mình luôn nhá. Cho nên là mọi người yên tâm. Đó. Mọi người thấy giá là quá hợp lý chưa? Cỡ nào cũng có, quan trọng nhất là mọi người có muốn có hay không thôi. Còn máy bán là phải bảo hành. Đó. Đã bán được là phải bảo hành được. Tại vì hàng nó phải chất lượng thì em mới dám bán nhá. Đó. Số mây của máy này là gì đây? Em phải ghi vào. Mọi người thông cảm nhé, em làm video nếu như mà nó hơi có lề mề và nó hơi tốn thời gian mọi người thì mong mọi người thông cảm giùm em nhé. Em cũng muốn làm sao cho chi tiết nhất để cho mọi người mua được đúng cái sản phẩm mà của mình yêu thích nha. 9613 9613. Ok. Số mây của nó là 9613 nha mọi người. iPhone 7 Plus nhá. Đen bóng thì cũ theo thời gian. Mà em cũng nói luôn này, mấy cái dòng lỗi vặt như này mọi người chuyển khoản trước giùm em 200. Máy nguyên vẹn đẹp, em không yêu cầu mọi người chuyển khoản trước 200 đâu. Máy trị giá cao ấy, tức là trị giá từ trên 4 triệu thì mong mọi người chuyển khoản thì em không nhận thẻ cào nhé. Thì nói vậy để cho mọi người, thà nói vậy để cho mọi người coi, mọi người cảm nhận, hiểu được ý em hay không, đấy là tùy mọi người thôi. Nhưng mà nếu như mà hoàn cảnh mọi người thì mọi người sẽ biết được là em nói sẽ là đúng. Tại vì tại sao em lại kêu là những cái con máy như thế này, em có làm quay video như thế này. Tuy nhiên em quay làm sao cho mọi người thấy được cái khuyết điểm nhiều nhất để cho mọi người vẫn có thể là muốn mua. Đấy. Nhưng mà có nhiều người về nhà bảo ui, thấy quay video mà về nhà nó lại vợ tôi lại không thích, nó tưởng là đẹp, vợ tôi lại không thích là tôi không lấy. Cái đấy là ví dụ cọc 50 ngàn là hoàn về, thứ nhất mất thời gian, thứ hai nữa là bị ảnh hưởng công việc của em rất nhiều. Đấy, thì mong mọi người nếu như mua mấy cái dòng máy cũ giá rẻ này thì chuyển khoản trước dùm em 200. Nhưng mà khách hàng mua của em rồi thì không quan trọng đâu. Mấy cái vấn đề chuyển khoản hết vẫn là bình thường thôi. Còn em không khuyến cáo cái khách hàng mua đầu tiên của em là cần phải chuyển khoản hết nhá. Đó. Còn mọi người đã theo dõi của em lâu hay chưa thì đấy là tùy tâm mọi người thôi. Mọi người mua thì mọi người được thôi. Em cũng là người bán, em vẫn phải bảo hành cho mọi người đồng hàng hết nhá. Thì đấy, em cho con mọi người coi pin nhá. Con này 128 GB Zbatch nhá. Pin con này còn 77% thôi mọi người. Đó.
Tuy nhiên thì 77% con này thì xài cũng ok rồi, tại vì nó là 7 Plus chứ không phải là 7G nhá. 7G thì em khuyên mọi người thay pin từ lâu lắm rồi đấy. Đó. Note 8 rồi. Còn iPhone à đây. Cây iPhone 7 iPhone 7 BeBud này, con máy này nghe gọi được này. Mà hôm vừa rồi em đang bán mà thật sự là lỗi cho nên là em cũng không dám gửi đi. Mọi người hỏi em cũng bảo là bán rồi. Thì cái đấy thì mong mọi người thông cảm là như thế này. Thì cái tài khoản con máy này nó bị lỗi phần tài khoản để tải ứng dụng về ấy. Cho nên là bây giờ có tải bán về cho mọi người cũng không tải được. Đấy. Mọi người hiểu không? Thì máy này nó nghe gọi bình thường hết. Nó chỉ thoát ẩn iCloud thôi, thì máy nó chỉ còn những cái chức năng như này. Facebook, Zalo không có Messenger nha. Tất nhiên là không tải được. Đó. Và những ứng dụng như thế này cần thiết thôi. Giờ cũng chẳng tải game được nữa để mà chơi. Stadia cũng có luôn. Đó. Thì con máy này nó bị không tải được cho nên em không bán nhá. Thì con máy này thì chắc là để cho người quen, ai không sử dụng cái chỉ nghe gọi này. Rồi xài Zalo, coi YouTube là được. Thế thôi. Đấy, mấy cái máy mà nó lỗi chức năng như này cũng rất là ngại về bán với mọi người. Mọi người bây giờ thích thì mọi người nhận, mọi người không thích là mọi người không nhận. Đấy, cho nên là cũng khổ lắm. Lớp em lựa ra mấy cây giá rẻ rẻ đây. Và tiếp theo đến cây Samsung Note 4 này. Đó, cái Note 4 này màn hình hơi ám nhẹ thôi nha mọi người, khó nhìn thấy lắm. Nó hồng chứ không phải ám. Nó bị hồng. Đấy, nó hồng một xíu ở trên này, ám một xíu ở trên này. Đây này mọi người nhìn thấy không? Ám một xíu trên góc trên này. Đó, còn đâu đẹp hết. Đấy, thì con máy này em bán giá là 1 triệu 550 nghìn. Máy đẹp cỡ 98,99%. Gần 99 nha. Cỡ 99 luôn đấy trời. Rất là đẹp luôn. Máy này này xài có phải là Vivo. Rất là đẹp luôn. Nó bị ám mà. Cho nên là giá nó cũng rẻ. Đó. Ám nhẹ chứ không phải ám nặng đâu nha, ám nặng thì thua, ám nặng em cũng không nhập đâu. Đó, tất cả con máy này còn dán keo nha mọi người. Chụp hình này, máy ảnh thì pin yếu cho nên nó cảnh báo pin yếu này, rất là nét nha. Đó, con này em bán 1,5 triệu. Samsung A720 có một cây màu gì đây? Màu vàng, không phải. À, Samsung S6 này mọi người. S6 thì tình trạng con này vỏ nó có bị cấn này mọi người nhìn thấy không? Đấy. Quay chi tiết thì cho mọi người. Muốn mua thì alo. Màn zin đẹp không ám ố nha. Con máy này em bán chỉ cao hơn giá màn một xíu thôi, nhưng mà máy zin nha. Thì em bán em nói thẳng luôn, cái dòng này pin thì nó cũng bình thường, nó không tốt đâu nhá mọi người. Em không ca ngợi về cái dòng S6 này, em chỉ ca ngợi cái là màn hình rất là đẹp, nó full HD đẹp cực kỳ luôn đó. Nhưng pin của nó thì thuộc hạng là hơi yếu, nó không được khỏe như mấy cái dòng đời mới bây giờ đâu. Nhưng mà nếu mà nói về độ sang chảnh của nó thì khỏi chê đi mọi người ạ, độ sang chảnh nó rất dữ, rất là sang chảnh luôn nhá. Anh ghi số mây. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 GB này. 6322. 6322. 4 số cuối mây là 6322 nhé mọi người.
lưng không chảy xước nha, sườn thì nó cũng có cấn. Như vừa em cho mọi người coi thì tuy nhiên nó là máy zin thì nó được quyền đó. Em xem là bán bao nhiêu. Samsung S6. Con này em bán 1.850.000 nhé. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Sẽ sửa lại này. Mọi người nhớ mua máy phải đọc cái số email cho em nha, để em biết được em báo giá nha. Tại vì hiện tại là bây giờ em nhập mà em có cho một cái bà chị ấy, bà ấy cũng muốn bán được hàng thì cho nên là cũng phải cần cái số email bà ấy mới biết được. Còn máy này về tất cả bên cửa hàng em giữ hết nha. Đó, con này em bán 1.850.000. Thì phải nói thật là cái dòng này qua camera nó đẹp, rất là đẹp luôn nhá. Mọi người nhìn nét không? Cực kỳ nét luôn. Bây giờ mọi người yêu cầu là máy người già không? Hay là máy bây giờ đa số em còn máy người già này, thanh niên xài được luôn này, thanh niên xài là cá tính này. Hai cây Samsung A720 đẹp xuất sắc luôn nhá. Nếu như mà không xuất sắc thì em hoàn tiền và thậm chí tặng gấp đôi luôn. Đây, mọi người có thể là nhìn thấy là cái độ bén của nó. Một cây hồng và một cây vàng nhá. Cái này mà mua tặng một cặp luôn. Hai cây này thì em bán giá là giá 2.950.000 là một cây nhá. Nó đẹp, con này đẹp đúng 99% luôn, máy zin nguyên áp suất luôn nhá. Cái dòng này thì em đã nói với mọi người rất nhiều lần là nó là dòng pin trâu, chữ lớn, và nó cái kiểu dáng của nó đẹp thì nó không bao giờ nó lỗi thời. Nó rất là mượt nhá, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó. Rất là đẹp. Là nó là bản Hàn một sim nhá. Cái dòng này mọi người nhìn cái viền camera lớn không? Nó góc của nó cũng rất là rộng luôn nhá. Đây. Đó. Đẹp chưa? Đây, một con là 8281 và một con là 2238 nhá. Em bán là 2.950.000 một cây. Đó, máy đẹp 99 nhá. Rất là đẹp. Và đây em có một cây A310. Con này thì em bán giá là 3 triệu này. Nó là đời 2018 nha mọi người. Đó. Tuy nhiên thì con này nó bị mẻ xíu ở cái kính này, nhưng mà nó màn zin nhá, chưa ép yết gì hết. Rất khó nhìn thấy luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy được không? Khó nhìn thấy lắm. Quay liếc. Đó, mẻ xíu xíu ở đây thôi nhá, không liên quan gì đến màn hình luôn. Đó, ở viền thôi nha. Đấy, con này em bán 3 triệu. Máy đẹp thì độ mới của nó thì nó cũng rớt vào khoảng cỡ 99 đấy. Còn nó bị mẻ đấy thì mình không tính là chín mấy nữa, thì em tính là nói là máy mẻ kính đi. Em bán giá 3 triệu nhá. A30 giá 3 triệu. Số email là 6947 à 6974 nhá. 6974. Sáu chín bảy bốn 3 triệu. Loại này pin rất tốt luôn. Samsung Z7 Prime bản RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, con này thì em bán giá là 2.1 triệu nha. Thì nó cũng đây này, sườn nó cũng bị chấm chấm do sải ốp lưng này, mọi người nhìn thấy không? Khó thấy lắm. Đấy. Máy zin nhá, nguyên zin luôn nhá. RAM 3, bộ nhớ 32GB.
có người gọi. Thì con này số EMA là 4123 nha mọi người. Số EMA cũng rất là tiến luôn, đẹp. Em bán giá là 2,1 triệu. Mọi người cứ xem đi, xem hết video thì em nghĩ là cũng có rất là nhiều cây máy mọi người cần mua đó. Giá cả thì em nói thật là ví dụ có rẻ hoặc là đắt hơn 100, 200 em không quan trọng vấn đề đó đâu. Tại vì em nhập hàng đôi khi rẻ em cũng không mua. Quan trọng em thích là thích cái chỗ mà em nhập ấy, thoải mái. Lỗi đổi nó là như vậy. Chứ đừng bao giờ nhì nhằng với em nói em không thích. Em không bao giờ thích nhì nhằng. Một là một, hai là hai. Đây, hai cây A520 này, máy đẹp chưa? Hai cây A520. Để em coi lại cái giá này này. Cái này là 9, con màu xanh là 9834 này. A5019834. Con này là em bán giá là 2.250.000 nhá. Máy thì đây, tình trạng đây. Nó tóm lại là cái sườn với mặt kính của nó rất là đẹp nha. Nút hôm thì nó bị đây, bị chóc một xíu này. Cái này là em kỹ nha, em kỹ em mới báo mọi người. Chứ thật sự mấy cái này mọi người không bao giờ mọi người để ý tới đâu. Thật sự luôn. Màn hình còn dán keo nhá. Con này đẹp, nó cỡ 99 đấy mọi người ạ. Nút hôm đấy này, nút hôm này bình thường nha, nó không bị trục trặc đâu. Bán thì em bảo hành hết luôn. Đó, 2.250.000. Và tiếp theo đến con số email A50, email là 5937 này. 5937, con này cũng 2.250.000 luôn. Thì khuyết điểm của nó chỉ một chấm duy nhất ở đây. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, đẹp. 98 phẩy. Cái chấm đấy là chấm phẩy đấy mọi người nhé. Đó, 2.250.000. Tiếp theo J737 lại về nhá. Thì về thì một cây thì để cho thầy Long. Thầy Long trước cũng là một khách hàng của em, mua một lúc là 3 cây mà nay lại mua thêm 2 cây nữa. Và nó rất là cảm ơn thầy. Thì thầy bảo là một cây máy này xài rất là tốt này, thầy muốn lấy thêm. Thì trong 2 cây này em chọn một cây đẹp nhất em gửi cho thầy. Vừa bán là vừa gửi lời cảm ơn. Nhưng mà đúng là không biết cây nào đẹp hơn cây nào, mọi người cho em phát biểu giùm em cái cây nào đẹp hơn. Thì tuy nhiên 2 cây này nó bằng giá nhau rồi. Đâu để em coi lại giá này. J737. Con này là 2,2 triệu nhá. Hình như là con nào cũng đẹp như con ấy thôi. Không có con nào xấu hết. Tại vì hôm qua nó có mấy con, hai con xấu em không lấy. Nó rẻ hơn có 100.000 à, lấy làm gì. Về bán cho khó ra. Đây, lựa cái kính cường lực lành này cho thầy. Cất đây. Cái này em bán 2,2 triệu nhá. Cái này bị mẻ kính cường lực mọi người nhá. Đấy, chủ yếu bây giờ gắn vào cho nó đỡ chảy thôi. Cường lực này không mang tính chất là chống vỡ. 2,2 triệu. Tiếp theo đến cây Samsung A720. Máy bị bẻ kính nhá. Bẻ kính lưng này. A720 bẻ lưng. Rồi, con này em bán là 2.250.000 nhá. Thì cái lưng này mọi người muốn thay một cái một được luôn. Thì không thì để vậy xài cũng được, không có gì hết. Tại vì nó bẻ lưng mà nó bẻ vẫn rất là đẹp, nó không bẻ quá là nát nhá. Đó. Con này số EMA cuối của nó là 5090 nha mọi người. Đó, 5090. 2.250.000. Rồi. Thì hôm nay em xin phép làm video đến đây thôi. Cũng rất là tốn thời gian của mọi người rồi.
thì mọi người xem nếu mà chưa được cái máy nào thì cứ vui lòng đợi thêm nha. Thì tất cả những máy em bán thì em đều bảo hành cho mọi người hết để cho mọi người yên tâm. Tại vì máy muốn bán được hàng thì trước hết mặt hàng của mình là phải chuẩn. Tuy rằng có cây nào xấu thì giá nó cũng phải xấu theo. Và xấu nhưng mà bán hàng thì em luôn luôn tiêu chí của em là bán vẫn bảo hành cho mọi người nhá, để cho mọi người xài yên tâm. Đó, đắt hay rẻ 100 200 ngàn em vẫn cứ nhập. Đó, còn mọi người cho em ý kiến đắt hay rẻ mọi người mua hay không, đấy là quyền của mọi người. Còn thật sự ra thì em cũng không ép được mọi người mua hay không nhá. Đấy, em chào mọi người nhá.